Anh Hùng vừa nãy bán cái villa được bao nhiêu đấy? Dựng quá cổ một cái 5 triệu, rẻ nhỉ. Thì xem cho nào, dòng dòng thì nhờ ở đấy chợ mấy ông ngồi nhỉ? Ở đây cây và đá, tình cây và đá. Cái này bao nhiêu anh nhỉ, quên mất rồi. 8 triệu. Đó, nhãn bìa đỏ, có đầu quạt ra và tất cả các loại giấy tờ khác, nhắc về đẹp lấy ngay. Ngọc Mai giải quạt, ông Ngọc Mai giải quạt. À chà chà, đấy lại thành cây san hô rồi đấy. Vặt nhanh thế, có tiền thì sao mà vặt nhanh thế? Được trăm chưa? Thế à, rồi báo lại trăm à? Đấy. Có cơm mà sao mà vặt nhanh thế? Ok rồi, cây đấy vừa quay rồi, vào việc lại cái này đi. Đấy, rồi ơi. Trứng dâu đây. Mấy cái này thì đã từng báo giá rồi. Đấy. Cái này là của anh Hùng à? Của anh Hùng. Anh Hùng cái này bao nhiêu nhỉ? Cái này 10 triệu. 10 triệu. Chất liệu xanh quê đây. Xanh nguyên 5 điện. 5 điện à? Cái điện tứ nước chứng khoan. À. Cái điện đấy. Tự xin. Và tất cả các loại giấy tờ khác. Nhắc bên đẹp. Đấy. Có vẻ hơi đói sao nhỉ? Đói. Sắc sơ. Có nước không thì cho. Hết đàn rồi. Này bác diện này. Anh à. Ừ. Em gửi ảnh cho anh nhưng mà chả anh nhớ. Anh thấy rồi. Dạ. Anh thấy anh gửi Zalo anh thấy rồi. Vâng, em đăng lên Zalo. Đấy. Anh thấy em để anh 3 triệu rưỡi. Đấy, cái hổi 3 triệu rưỡi nha. Tự nhiên hết nguyên bản một gốc. Thành đây. Đấy, đi kiếm mãi nhưng mà lại không nhớ ra cái số điện của anh. Giờ đem bán cho ông anh ở Bắc Ninh đây, cái chậu ổi ấy. Nam thân này. Nam Điền bảo hành ấy. Nguyên sinh vâng. Quay giờ. Đấy, ổi. Dừng ổi. Dừng ổi. Mở gan xin đấy. Không phải là ổi lá to đâu. Vắt cái này ra đây. Vắt cái này rửa ra đây. Hơi lép, hơi lép sau này. Mai lấy xanh không, cả 2 triệu rưỡi bán không. Đấy, đang quay giờ cái xanh. Sát sờ quá nhỉ. Bây giờ về về thu đi. Chứ bên này để lá thì đẹp. Nhưng mà bên dăm thì lại thu đi. Tiếp ở chỗ này là cháy. Bòm nó bắt đầu đang. Rồi. Đấy, còn cái này bao nhiêu anh? Cái này 6 triệu. 6 triệu. À. Chất cây này nó đẹp. Tất cả các loại giấy tờ khác. Nhắc bên đẹp, lấy ngay. Ai trời ơi. Nhắc đẹp. Đây, hàng ngũ cục đây. Xanh. Xanh. Ngu cục đây. Bên này cũng của anh à? À. Cũng vùng Kim Lai. Kim Lai. Và tất cả các loại giấy tờ khác ghép bên đẹp đây. Bên này ghép khéo nhỉ? Bán rồi đấy. À, bán rồi. Bán rồi. Đấy. Mới đồng nào lấy? Anh Hùng nhỉ? Ông nào lấy nhỉ? Bao tám cái ghe áo kín. À, quyết, thầy Quyến. Quyến đi. Thầy Quyến lấy. Bên này lên đá đẹp. Thầy Quyến này sáng nay nhanh thế. Đấy, thanh niên áo tím. Đẹp. Thế mình thích bỏ mẹ nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy để đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ không bị phục lát. Ờ. Của nhà người ta rồi thì soi thế thôi. Vào đây thì không có cửa ra rồi. Các bạn yên tâm mình thấy nhé. Bằng khen giấy khen. Và tất cả các loại giấy tờ khác. Nhấp bên đẹp lấy ngay.
khó quá. Thế của anh à? À đây, đại ca đây. Kinh đấy. Đại ca đây. Đại ca bán bao tiền đấy? 750. À, báo mềm thế. Cứng lên chứ. Thế gân đây. Gân thì phải cứng. Không chịu bán online này, dở quá. Rồi, nghệ nhân này. Nghệ nhân này kêu lắm, phải ra chợ mới gặp được. Không kì. Để ra chợ mới gặp được. Nghệ nhân này cũng chẳng biết, chẳng nhớ cả số của mình. Nghệ nhân này. Đấy, gần quốc đây. Được chứ. Sao gọi là cái gần gần quốc? Lần này sao toàn hàng chất lượng thế? Tiền nhiều rồi mua cây chất lượng. Đấy. Đi bán thì cái chất lượng. Tiền nhiều để làm gì? À. Tiền nhiều để làm gì? Đấy, có câu trả lời đấy. Tiền nhiều để mua cây thôi. Cây được rồi. Rồi, gần quốc à. Cái chậu xịt đi chứ. Cái chậu xịt. Mua cây bột thép, mua thế rồi. Nó đi nằm cái thằng mạnh đây, nó để người đây, nó dặn nó mà. Thế kiểu rẻ 5 triệu rồi. Nhưng bây giờ mình toàn quyền là cái của mình. Đó là quyền của mình. Thân à, thân lại say rồi. Nó đi nằm thằng mạnh, biết thằng mạnh không? Biết, mạnh biết. Đi nằm nó, nằm ngay đây. Cái vườn phi lao kia đúng không? Hai thầy. Hai thầy gửi đấy bản vô về được một dạng quả đấy, có quả đấy, cái gân này dễ có quả mà. Thầy đấy, người cây kìa, cúc mốc miếc đâu bác đây hết à, thân à, 800 cúc mốc cúc thế, xăm gạo 1 triệu à. Bây giờ anh à, hay có bày hàng đâu đấy à, kiểu nghe dễ dễ hiếu lắm à. Đang nhiều cây đẹp quá, mày nhiều cây đẹp quá, không to quá cho kiểu đấy, đơn đấy, đơn đấy, dễ chủ dễ dễ lấy dễ ra, đơn đấy, đơn thế nào đấy chú à, chú quảng cáo cây si hơi kinh nhá đấy. À, ra quảng cáo tiếp đi ạ. Bán nhiều thì bán rẻ thôi. Bán nhiều à? Xe ấy à? Bán nhiều bao giờ rồi luôn. Bán từ ngoài chứ. Chỉ sang đây làm cây nhưng mà hôm kia bán cũng được Zalo. Tử Vi à? Tử Vi. Ok, một cái là bố đăng. Ôi giời. Mình nghiện mình bỏ đi mẹ. Về cái nó lấy ảnh. Về nhiều. Tôi đéo bán chứ. Mà thế là nhiều chẳng mấy luôn. Cái hạt tiêu. Yêu anh ấy, bây giờ anh ấy chơi hàng nóng thị trường. Ngồi chồng ấy, chồng vào ban đại diện. À. Đấy. Vào việc. Đừng chơi đấy. À quên chưa hỏi giá nhỉ. Đấy. Giá bảo. báo giá. Cứ bảo đi, em bảo bao nhiêu báo. 2 triệu. 2 triệu à? 1,5 triệu. Ừ. Đấy, như anh Hải nói là vừa miếng rồi đấy. Cây nào cũng thế, 1,5 triệu cây. Phải mua tất. Đấy, phải miếng rồi đó. Phải mua tất. Không bắt này. Phải mua tất. Ông trả 2 triệu. Đấy, ông ơi. Đấy. Đấy, đấy, để cháu giữ cho. Hả? Đâu. Không được. Không sao, không sao. Ta vào ông chơi chứ. Đấy. Vâng. Ngày lúc nào vào nhỉ ông? Vâng ạ. Chỗ này đông quá, không tác nghiệp được. À rồi, biết rồi, nhưng mà siêu phẩm. Cây từ ông là 25 triệu, 20 triệu. Nhưng mà sau 1 năm sau lên đến gần tỷ. Nói chung là không có đấy. Không có dơm rác. Đều hàng VIP. Ông bán cái công cưới thôi nhưng mà người ta bán bằng niềm tin. Bằng niềm tin. À. Đây, này nuôi được này. Nuôi cái này
chịu khó nuôi mới có tiền được, bây giờ vã đua tiền chết. Hiếu kêu lắm, Hiếu lại đi rồi, chả báo giá cái nào. Rồi, để sang đây. Mở hàng chưa anh? Chưa. Đang chờ mở hàng đấy. Đang chờ. Đấy. Ngọc Anh, Ngọc Bút đây. Đây thì nào, theo thể theo yêu cầu của Cộng hòa Séc. Nào đâu, ông đâu, ông ơi. Đây, theo yêu cầu của nghệ nhân Cộng hòa Séc. Cái này là bao tiền nhỉ? 2,5 triệu. Ờ, đẹp đấy. Chậu đấy, hàng chậu đấy. Dáng con rồng dưới lý. Đấy. Dáng rồng lộn. Rồng lộn. Tuyệt vời. Cái này là dáng đại gia dáng. Dáng đại gia. Đa dạng. Đấy, đa dạng. Đẩm xấu quá ạ. Mà sao đúng không? Đại gia đấy. Đấy. Đại gia dáng à? Ông vui lắm các bác, tiêu táo thoải mái các bác. Nhiều khi anh em mà mới xem không hiểu bảo là tục tĩu, nhưng mà đến chợ nó vui các bác. Bụng thì đầy một chữ, đủ đầy bồ chữ rồi các bác ơi, nhưng mà ra chợ thì vui. Đấy, dạng đại giang giá thì bao nhiêu đây? Đây một cánh ạ. 2,2 môn đen. Đúng rồi. 50 năm tuổi. Muội hồng. Đấy. Đây. Này là bao nhiêu nhỉ? Không nhỉ? Hai triệu rưỡi. Ai, nghệ nhân đây. 2,5 triệu. Chắc chắn là nó mang ra đây cho rồi. Rồi. Là bán luôn. Được, hay quá, tuyệt vời. Lấy lỗ làm lãi. Hơn triệu. Đây là dáng rồng uống nước. Rồng uống nước. Billy bonsai. Rồi. Châu đấy. Rồi, dáng lão thôi. Đấy, có cái rễ này. Mà con rễ chảy đấy đang. Rồi. Chảy những cái rễ xanh. Đẹp quá. Hồng của Dũng bọn. Hồng đây. Đang nụ này. Nụ rồi. Chiều dưới một cây đấy. Sao ấy? Hình như hôm thấy thấy trên Facebook cũng rào 1,5 triệu một cây hồng. Đang chuẩn bị cho hoa đây, đang có nụ rồi. Đấy, đang nhìn này. Có nhìn rõ không? Ok các bạn, kết thúc phiên chợ hôm nay. Như vậy là xong công việc rồi. Đi làm thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.